Xin chào các bạn, mình vừa mới thử cái dịch vụ rửa xe tự động. Mình vô tình mình thấy thôi và mình cũng muốn rửa thử cái dịch vụ này xem nó như thế nào. Thì cái yếu tố đầu tiên mà mình thấy mà nó giá trị nhất đó, tạm khoan nói chuyện là sạch hay là không sạch đi ha. Cái giá trị mà lớn nhất là nó mang lại đó là nhanh, quá nhanh. Ở ngoài thì họ ghi là 3 phút nhưng mà trong thực tế là nó hơn. Tại vì cái quá trình nó phải qua vài cái giai đoạn. Thứ nhất là xe ở đây nó khá là dơ và cái xe của mình nó cũng khá là dơ. Đặc biệt là những cái ngóc ngách, cái bộ bánh mâm thì cái bộ máy tự động là chắc chắn là nhìn trên video là mình biết nó không thể nào sạch được rồi. Nên là họ sẽ phải xử lý qua một số cái bước, đó là vệ sinh về cái bánh mâm, họ sẽ xịt hóa chất, rồi họ sẽ dùng máy xịt để họ xịt. Sau đó mới đi vào trong cái dây chuyền tự động. Thì dây chuyền tự động thì anh chủ dây chuyền anh có chạy và sử dụng cái remote, bấm một cái là cái máy nó chạy. Thì trong cái quá trình mà cái máy nó chạy á, xe mình vẫn gài số D thì nó cũng sẽ giống như những cái video mà mình đã từng nhìn. Khi mà nhìn ở bên trong á, chúng ta có thể thấy được các cục nó sẽ đánh. Và cái cục đó nó rất là mềm, nó có thể đánh theo cái chiều cong của cái chiếc xe mình luôn. Nguyên một cái vạt, ví dụ như ở đây nè, nó là một cái đường cong nè, là nó đánh được. Mình cảm nhận được khi mà ngồi bên trong ghế, nó đánh vào cái phần này, nó đánh vào phần kính và trên cái phần trên nóc nữa, nó đánh được hết. Cũng như là cái phần cong như vậy, cơ bản là mình thấy thôi, nó đánh khá là đầy đủ ở cái bề mặt của cái xe. Rồi sau khi mà mình ra ngoài, mình nhận xe ở bên ngoài ấy, thì mình kiểm tra nhanh một vòng. Hiện tại ấy, là nó sạch, nó sạch. Nhưng mà mình hiểu rằng cái quy trình của họ mà muốn sạch kỹ được á, thì những anh em cần phải vệ sinh ở trên kính bằng hóa chất nè, rồi một số những cái kẽ, những cái khe ở tay nắm cửa, rồi những cái khe kính. Đó, một số những cái chỗ đó là đều phải sử dụng bằng tay. Thì mình cũng đi rửa xe thủ công truyền thống từ xưa đến giờ rồi, những cái khe kẽ đó muốn sạch muốn kỹ vẫn phải sử dụng bằng tay. Hay là những cái kẽ ở những cái bộ đèn. Đó, đặc biệt là ở cái phần bộ đèn trước thì nó có những cái đường ngang, nó không phải là một cái mặt phẳng mà nó là những cái đường ngang, thì cũng phải vệ sinh bằng tay. Và thực tế bây giờ thì anh em nhìn thấy nó rất là sạch. Chỉ có một cái đó là những cái bộ bánh mâm thì phải mất thủ công. Sau khi rửa xe ra thì anh em phải sử dụng khăn lau phải thiệt là kỹ thì nó mới sạch được cái bộ bánh mâm. Chứ ngay như cái bước mà xử lý sơ ban đầu rồi xịt máy áp lực này kia, nó vẫn không thể nào sạch hết được, vẫn phải lau bằng tay. Rồi, cái giá tiền ở cái chỗ quận 2 mà mình trải nghiệm đó là nó là 70.000 các bạn ạ, không hút bụi. Mình chỉ muốn rửa sơ bên ngoài thôi. Trước mắt là mình thấy hài lòng. Nhưng mà cái điều mà mình lo sợ về tương lai, cái này mình lo thôi, chứ mình thật ra mình mới lần đầu mình rửa mình không biết được. Mình lo đó là không biết là cái bề mặt sơn về lâu về dài nó có bị xước nhanh hơn so với rửa xe kỹ thuật hay không. Rửa xe kỹ thuật hay rửa kiểu gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị chảy xước bề mặt. Nó chỉ khác nhau một điểm, đó là cái nào được lâu hơn, cái nào lâu xước hơn thôi nha các bạn. Còn rửa bằng cái gì nó cũng sẽ chảy. Nếu như mà anh em đi tiệm rửa xe mà không kỹ, họ cái khăn của họ không sạch sẽ thì nó chảy rất là nhanh. Còn cái máy này thì chắc là phải sử dụng thường xuyên, 1 năm, 6 tháng gì đó mình mới biết được. Nhưng mà về cơ bản là mình hài lòng. Sạch á, rất là sạch, đặc biệt là cái phần đằng trước. Rất là nhiều hốc hách này, hốc nằm ngang, nó không thể tiếp xúc trực tiếp được. Mà nó sạch là hài lòng rồi. Và cái quan trọng nữa đó là thời gian, mất có vài phút thôi, dưới 10 phút, 70.000. Ok, họ sẽ có 9 chi nhánh. Mình nghĩ rằng nếu như mà ở trong Sài Gòn mà có, mà tiện thì mình sẽ ghé rửa nhiều hơn để thử xem cái dịch vụ này nó hiệu quả như thế nào về lâu về dài. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip sau. Cảm ơn các bạn.